Và nếu các bạn nào mà đang quan tâm tới smartphone thì đừng quên ghé qua hệ thống Di động Việt. Di động Việt đang phân phối rất là nhiều dòng smartphone khác nhau với mức giá cực kỳ hấp dẫn dành cho các bạn. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay. Xin chào bạn, trên tay mình đây là chiếc điện thoại mà chắc chắn nó sẽ trở thành ông vô doanh số tại thị trường Việt Nam từ giờ cho tới cuối năm 2022 Oppo A57 Một chiếc máy nếu mà chúng ta nhìn vào thông số kỹ thuật thì thực sự mà nói nó chả có gì ấn tượng cả Nhưng tại sao một chiếc máy này vẫn sẽ có doanh số cực là tốt Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ mở hộp cũng như là chia sẻ nhanh cho anh em về sản phẩm này Let's go! về cái hộp đựng của chiếc OPPO A 57 thì nó cũng không khác biệt gì lắm so với là những sản phẩm ví dụ như là OPPO A 96 hay là những sản phẩm trước đây của bên nhà OPPO được không ạ có chăng thì nó chỉ khác biệt một chút xíu về cái hộp ở bên trong nó sẽ được sơn màu đen thôi còn những cái máy kia thì nó sẽ được sơn màu trắng ha ở bên trong chúng ta vẫn được tặng khá là đầy đủ những cái phụ kiện thứ nhất là cái ốp lưng dạng silicon trong suốt này quay chọc sim cũng như là một tá những cái sách hướng dẫn sử dụng này rồi bên cạnh đó nữa thì sẽ đi kèm với một sợi cáp USB type c và một cái adapter sạc với công suất sạc tối đa là 33W nha các bạn Vâng, bây giờ Oppo đã mang cái sạc 33W xuống với cái tầm giá khoảng 4 triệu đồng luôn rồi Đó là toàn bộ những phụ kiện mà các bạn sẽ nhận được khi mà mua chiếc Oppo A57 này một trong những lý do mà chiếc máy này chắc chắn nó sẽ bán chạy đó chính là về mặt thiết kế các bạn ạ các bạn nhìn vào cái chiếc Oppo A57 này các bạn thấy giống con máy nào của Oppo trong tầm giá 8-9 triệu không ạ? Đó chính là chiếc Oppo Reno7 4G Cái cụm camera này y hệt luôn các bạn ạ Nó y xì phóc nên nó cũng chả khác gì cả Có chăng thì um, nó chỉ khác biệt một chút xíu là cái phần mặt lưng này thay vì cái việc là được làm giả da Thì bây giờ nó sẽ được làm kiểu như là sơn phủ nhám á, Và phiên, phiên bản màu đen này mình nhìn vào nó rất là đẹp luôn đấy, Nó đẹp một cách huyền bí, đầy ảo ảo Nhìn nó vào nó phê lắm các bạn ạ đó và cái viền xung quanh của chiếc Oppo A57 này thì cũng được làm rất là trend nha rất là vuông vức đối với những người dùng nào mà họ cần một chiếc máy mà nó đi theo cái xu hướng trendy á thì chắc chắn là chiếc Oppo A57 này sẽ đáp ứng được cái nhu cầu đó của các bạn à, và phần cảm biến vân tay sẽ được tích hợp thẳng vào trong phần là nút nguồn luôn nha. Chỉ có một cái điểm rất là đáng tiếc là chiếc máy này sẽ chỉ sử dụng màn hình giọt nước thôi. Chứ nếu mà nó sử dụng màn hình dạng đục lỗ nữa thì phần thiết kế tổng thể của chiếc Oppo A57 này không có điểm gì phải chê trách được cả các bạn ạ. Và ngoài ra thì thiết kế của chiếc Oppo A57 thì nó sẽ đạt được cái chuẩn kháng nước là IPX. 4 các bạn ạ và kháng bụi là IBX5 na nó cũng tương tự như kiểu là ở trên chiếc Oppo A96 mà thôi về phần màn hình của chiếc Oppo A57 thì nó sẽ có tấm nền là IPS LCD này đi kèm với độ phân giải là HD và tần số quét là 60 hz thôi nha với cái màn hình này thì mình thấy rằng là à, tại sao cái mức độ nổi khối của nó tốt hơn so với là chiếc Oppo A96 đấy nhưng mà tất nhiên rồi với một cái độ phân giải màn hình chỉ dừng lại ở mức là HD cộng như thế này thì chắc chắn một điều là đối với những bạn nào mà đã quen với những cái màn hình Full HD cộng trở lên các bạn nhìn sơ qua sẽ thấy là nó hơi bị rỗ nhẹ một tí xíu đúng không? Tại sao mà bên nhà Oppo lại chỉ trang bị một cái màn hình HD cộng là bởi vì nó vẫn đang sử dụng cái vi xử lý rất là truyền kỳ và gọi là truyền kỳ một cách khủng khiếp đến từ nhà Oppo đó, đó chính là vi xử lý Helio G35 các bạn ơi. Thì đối với một cái vi xử lý nó không mạnh như thế này á thì việc mà trang bị Full HD cộng chắc chắn là cái trải nghiệm của anh em sẽ bị giật lag đấy còn với chiếc Oppo A57 với cái màn hình HD cộng và với G35 thì mình thấy rằng là nó chỉ đáp ứng được cái nhu cầu rất là cơ bản thôi và tất nhiên là trong quá trình mà các bạn sử dụng á thì nó vẫn có cái vấn đề giật lag là chuyện bình thường chắc nó sẽ phải xảy ra rồi mình không thể nói dối anh em về cái vấn đề đấy được nha à, nhưng mà có một cái điểm lợi thế dành cho những bạn nào mà sử dụng chiếc Oppo A 57 á đó chính là màn hình HD cộng với một cái vi xử lý yếu thì cái thời gian sử dụng pin mình nghĩ rằng là nó sẽ rất là ok hôm sau thì mình sẽ có một cái video mà đánh giá chi tiết cho anh em về chiếc Oppo A 57 này với viên pin bây giờ nó có sử dụng được một ngày hay không nha À, hôm sau thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn và tất nhiên là đi kèm với đó thì chúng ta sẽ có sạc nhanh 33W về cái cụm camera thì chúng ta sẽ có camera chính độ phân giải là 13 chấm và chúng ta sẽ có thêm một cái camera phụ nữa với độ phân giải dừng lại ở mức là 20 pixel mà thôi đây các bạn có thể thấy rằng là cái giao diện camera thì nó cũng sở hữu một số những cái tính năng chụp khá là cơ bản ví dụ như là chụp chân dung này quay video này hay là chụp đêm nó rất là cơ bản trong cái tầm tiền như thế này mà thôi. Và hiện tại thì chiếc Oppo A57 này á thì nó đang chạy cái giao diện là ColorOS các bạn ạ. Đây ColorOS 12 nha. Và một cái điểm hay nữa đó chính là nó lại chạy cái phiên bản Android 12 các bạn ạ. Oppo A96 nha. Nó chỉ chạy uh color 11 và Android cũng chỉ là 11 thôi nhưng mà chiếc máy này sẽ được chạy luôn Android 12 và chúng ta sẽ có 4 GB RAM thật và tối đa sẽ thêm được là 4 GB RAM ảo nữa và bộ nhớ trong sẽ dừng lại ở mức là 64 GB các bạn ạ. Đây mình sẽ vào trong cái phần bộ nhớ các bạn thấy rằng là nó đã sử dụng mất bao nhiêu phần trăm này. À, hiện tại thì cái bộ nhớ trống của chiếc Oppo A57 này khi mà các bạn vừa khui hộp ra thì nó sẽ trống loanh quanh mức khoảng tầm là 40 4 g các bạn ơi, còn khoảng tầm 44 g để các bạn có thể là lưu trữ nha. Và tất nhiên là với chiếc Oppo A57 thì nó cũng hỗ trợ luôn cho chúng ta là khay sim để có thể là mở rộng thêm phần thẻ nhớ. Các bạn có thể là chuyển những cái file video hoặc là file ảnh nhá. Các bạn muốn lưu trữ lâu dài đúng không? Qua cái thẻ nhớ đó thì mình nghĩ là là cũng được còn cái bộ như trong thì dùng để có thể là cài đặt thêm những cái ứng dụng hoặc là những cái tựa game mà chúng ta muốn chơi nhưng mà các bạn cần lưu ý là với cái hiệu năng như thế này thì các bạn không nên chơi game nhiều ở trên chiếc Oppo A57 tránh trường hợp các bạn làm vỡ chiếc máy này bởi vì tức quá mà đập Đấy. À, đùa một các bạn một tí xíu mà thôi chứ chả có ai mà chơi game tức quá mà đập đúng không? À, và đó là những điểm mà mình muốn chia sẻ cho anh em về chiếc Oppo A57 một chiếc máy mà chắc chắn là nó sẽ bán rất chạy trong thời gian sắp tới vì thiết kế của nó đẹp và bên cạnh đó nữa là nó gắn logo của bên nhà Oppo với những bạn nào mà đã quen sử dụng bên nhà Oppo rồi các bạn muốn có một chiếc máy trendy hơn và không cần phải bỏ ra quá nhiều tiền thì chắc chắn là các bạn ấy sẽ lựa chọn chiếc Oppo A57 này mà thôi dù anh em của chúng ta có nói gì đi chăng nữa thì kiểu gì nó cũng sẽ là số 1 về phần doanh số từ giờ cho tới cuối năm 2022 các bạn không tin ư cứ chờ đi hôm sau có số GFK mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em các bạn cứ lưu lại cái video này nha còn bây giờ thì bye